say. Yêu đương khó quan chạy về khó với tay. Một người luôn yêu em nhất, chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải. Là bởi vì anh quá xinh đẹp, quá đối yêu kiều. Xung quanh bao nhiêu cậu trai muốn chiếm tim em, nhưng chỉ có anh ở đây xin mê em nhường này. Vậy đừng phí thêm thời gian, hãy hôn anh đúng khi màn đêm buông trên phim. Lại là chuyên mục ở đâu rẻ ở đó có chúng ta. Ngày hôm nay mình lại tìm được cho mọi người một ren giá rẻ và chất lượng tốt. Bình thường thì mình vẫn hay bức xúc vì nhiều ren người ta sử dụng hai chất liệu vải khác nhau cho hai màu khác nhau của cùng một mẫu, nên là bây giờ cứ tậu hai màu để so sánh cho mọi người luôn. Ren này thì ngoài việc được tặng túi tốt ra thì người ta còn tặng kèm cả móc khóa cho mình nữa. Và mọi người yên tâm là riêng cái kênh này của mình thì mẫu nào thực sự đẹp thì mình mới lên. Và mình cũng đã cho mấy em này vào trong máy giặt quay thử rồi thì nó không có bị nhão, bị giãn, bị xù lông hay là bị bong chóc hình in. Form áo thì lên rất là đẹp, áo mềm mát. Và để cảm ơn các bạn thì mình có xin cho các bạn cái này, các bạn có thể áp vào để giảm nhé. Khi tim vỡ ta lại đau, sẽ chữa lành những vết thương chưa lành, những vết cứa nhanh sâu trong lòng ngực anh. Để một lần nữa không quá ương ảnh, cầu vòng liệu có. And nobody knows it's not forever. Tình cảm mà em nói chắc đó là mây mờ. Phải làm được gì đó để không phải mong chờ. Để lại toàn là thơ. Baby, anh chỉ muốn được cùng em đắm. Review local brand Outer City. Ladies and gentlemen, her. Only. Vẫn là mình vừa giải đáp cho câu hỏi đi học thì mặc gì đây? Thời tiết lạnh lạnh như thế này thì mình chỉ ưu tiên mặc quần nỉ thun gân thôi. Ống quần của em này bo chun, em này có chiều dài tầm 98cm. Mình sẽ kết hợp em này có một chiếc áo cổ lọ và một chiếc áo khoác nhung tam bên ngoài. Có thể mấy bà chưa biết thì nhung tam vào mùa đông chống gió lạnh cực kỳ tốt đó nhé. Một ngày không xa, anh sẽ là câu hát mà hàng ngày em ngân nga. Em đừng là cơn gió mà vội vàng lại đi qua, vì em đến bên anh sẽ như một món quà. Có hút đi rồi, thử tìm sweater đỏ đi ạ. Ok luôn nhá. Mình tìm được áo này có đến 8 màu cho mọi người chọn cơ. Đặc biệt là nó có cái màu đỏ gạch siêu đẹp. Rất ít áo có màu này luôn ý. Áo chất nỉ chân cua, không quá dày cũng không quá mỏng. Rất phù hợp để mọi người mặc lúc thời tiết Hà Nội đang chuyển mùa như thế này nha. Cổ áo được may layer để tạo thêm điểm nhấn. Cầu áo còn có dây rút để mọi người điều chỉnh độ bo áo nhá. Tay áo thì bị dài quá với mình, mặc che nắng được luôn ý. Form áo này khá to và rộng, mình đang mặc size M là size nhỏ nhất rồi nhá. Mọi người muốn mình review gì tiếp thì hãy nói cho mình biết nha. Hôm nay chúng mình lại có thêm hoodie đôi này. Cái ông mà đang ngồi ăn bóc hộ mình này rất khó chọn đồ luôn á mọi người. Bạn nào mà có người yêu trên mét 8 thì sẽ hiểu. Có những món đồ mà size lớn nhất rồi ông ấy mặc vẫn bị cộc luôn. Tình cờ mình tìm được shop này có size cho ông ấy mặc rộng rãi, thế là mình quất ngay hai đôi. Mình sẽ review hoodie trước nhá. Mũ của áo khá là rộng và có hai lớp. Đường may của áo đẹp, bên trong có lót một lớp bông mịn. Hình in cũng cực kỳ xịn sò và sắc nét luôn nha. Lần đầu tiên mình mua một chiếc áo giá vừa phải mà ông ấy mặc được thoải mái như này. Hoodie dày dặn và ấm áp, cái màu xám sữa này cũng siêu xinh. Mình và cả anh người yêu đều rất ưng ý. Mọi người tham khảo nha. Hôm nay sẽ là tổng hợp những chiếc hoodie mà mình rất là ưng ý, đặc biệt là con ở cuối video này. Đầu tiên thì sẽ là một em hoodie zip của nhà Tila. Mình khá là thích mấy cái hoodie zip tại vì các bạn có thể mặc kiểu hoodie bình thường như thế này hoặc là mặc như những chiếc áo khoác ở bên ngoài, nhưng mà mẹ mình thì bảo là mình mặc như cái áo chống nắng. Em thứ hai thì sẽ là con hoodie màu đỏ này. Mình rất là thích cái hình con hổ này tại vì nhìn nó cứ xinh xinh kiểu gì ấy. Con hoodie cuối này là cái con mà mình thích nhất tại vì nó có cái khóa kéo này nhìn rất là đặc biệt, và khi mà các bạn mặc đôi thì nhìn nó sẽ rất là buồn cười kiểu. Mình có áo khoác xinh để review cho mọi người nè. Đầu tiên là một em áo da màu kem, em này dáng khá là rộng, chất liệu da PU, cầm lên rất là dày dặn và nặng tay. Mình lỡ chọn size hơi bị to một xíu, để mà bé đi chút thì nhìn sẽ xinh hơn. Tiếp theo là một em áo khoác da lộn, em ý là một trong những chiếc áo mình thích nhất trong tủ đồ. Chất vải dày dặn và được may hai lớp, form áo mang lên rất đẹp, cái chất liệu da lộn này nhìn còn sang cực kỳ luôn. Bạn nào mà đang cần tìm áo khoác thì tham khảo ngay hai em này nhé. Mình nghĩ đây là một trong những chiếc áo gió đẹp và đáng mua nhất cho anh em học sinh sinh viên. Tất nhiên thì chiếc này nó đẹp ăn đứt những chiếc áo gió thông thường mà anh em hay thấy trên Shopee rồi. Hai sườn áo thì được in cái họa tiết banana rất là hot trên TikTok năm qua. Bạn nào mà sợ cái hình họa tiết này nó hoa lá quá thì thực tế hai cái sườn này nó khá là tinh tế. Thi thoảng giơ cánh tay ra thì nó mới lộ ra cái giải họa tiết này.
Tổng thể thì phải nói là cái áo này nó vẫn thuộc dạng basic nên là cũng rất là dễ phối đồ. Mình cũng xúc luôn cho bạn gái một chiếc sáng màu nữa để cho anh em thấy được là hai cái màu của mẫu này nó lên dáng ok la như thế nào. Cuối cùng là nhờ có anh em mấy kênh này của mình nó uy tín đến nỗi bây giờ rất là dễ đi xin mấy cái mã giảm giá của shop. Cái mã lần này mình deal được cũng rất là ngon, mã giảm giá 70k liền. Vậy là sau khi up cái mã này thì cái áo khoác 350k giờ chỉ còn có 280k thôi.